Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Và ở video trước chúng tôi đã giới thiệu về máy hàn quay điện tử HK200N và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng còn để lại bình luận mong muốn Hồng Ký sẽ hướng dẫn cách lắp đặt cũng như là vận hành máy HK200N để có thể sử dụng dễ dàng và an toàn hơn. Và ở video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành trọn thời gian để hướng dẫn quý vị cách lắp đặt cũng như là vận hành máy HK200N. Và trước khi hướng dẫn lắp đặt máy, tôi cũng muốn giới thiệu một lần nữa về cấu tạo ngoại quan cũng như là các thông số kỹ thuật của máy hàn HK200N. HK200N được bao bọc bởi một lớp sơn tĩnh điện màu cam. Máy có trọng lượng 5,5 kg, công suất đầu ra 7 kV/A. Máy sử dụng que hàn từ 2L5 đến 3L2. HK200N có hiệu suất hàn 60%, với dòng hàn có khả năng đốt cháy tốt que hàn 3L2 liên tục. Máy hàn được trên các vật liệu sắt, inox, gang, thích hợp để sử dụng trong gia đình. Cấu tạo mặt trước của HK200N gồm công tắc nguồn, đồng hồ hiển thị dòng hàn, đèn báo quá nhiệt, nút điều chỉnh cường độ dòng hàn, cực dương nguồn đầu ra, cực âm nguồn đầu ra. Còn mặt sau của máy gồm cáp dây nguồn cùng phích cắm, quạt tản nhiệt, chốt kết nối dây nối đất. Và đặc biệt, máy hàn quay điện tử HK200N còn sở hữu chức năng chống giật, giúp bảo vệ người thợ hàn khi làm việc trong môi trường ẩm ướt. Khi chúng ta bật công tắc này lên, điện áp sẽ được giảm xuống để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sắp đến mùa mưa rồi, mùa mưa mà sử dụng máy hàn có chức năng chống giật thì vô cùng an toàn quý vị nhé. Mình có thể làm việc thoải mái mà không cần phải lo nghĩ gì hết. Và chúng tôi cũng muốn bật mí với quý vị rằng máy hàn có chức năng chống giật đang là lựa chọn hàng đầu của hộ gia đình cũng như là thợ hàn làm việc trên tầng cao. Theo đó, chức năng chống giật ở HK200N hoạt động như sau. Khi chúng ta bật công tắc chống giật thì đèn báo chống giật sẽ sáng lên, nhưng đèn sẽ tắt trong quá trình hàn, và khi ngừng hàn, đèn sẽ sáng trở lại. Quý vị thân mến, lắp đặt và vận hành máy hàn HK200N rất đơn giản, nhưng quý vị cần lưu ý là phải tắt máy trước khi kết nối cọc kìm hàn, kẹp mask vào nguồn đầu ra để tránh những sự cố không đáng có. Đầu tiên, kết nối kìm hàn với cực dương của nguồn đầu ra. Lưu ý, xoay cùng chiều kim đồng hồ, siết thật chặt. Tiếp theo, kết nối kẹp mask với cực âm của nguồn đầu ra. Chúng ta cũng lưu ý là xoay cùng chiều kim đồng hồ, siết thật chặt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tùy vào từng loại que hàn mà kìm hàn và kẹp mask sẽ kết nối phù hợp với cực dương hay là cực âm. Sau khi lắp đặt, chúng ta kết nối với nguồn điện. Sau đó, lấy kẹp mask kẹp vào vật hàn. Còn que hàn lắp vào kìm hàn. Kỹ thuật của chúng tôi điều chỉnh dòng hàn ở 200A, hàn với que 3L2. Như quý vị đã thấy thì máy HK200N rất dễ hàn, độ ngấu sâu, mỗi hàn thì rất đều và đẹp. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về cách lắp đặt cũng như là vận hành máy hàn HK200N. Và hy vọng sau video này quý vị có thể sử dụng máy một cách dễ dàng và an toàn hơn. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng comment bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời tận tình. Và nếu quý vị muốn sở hữu chiếc máy này, hãy vui lòng gọi đến tổng đài của chúng tôi với số điện thoại 1900 636 536. Và hãy cho chúng tôi một like và một subscribe nếu video này thú vị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yêu nghề.